Bảo Anh đẹp sắc sảo khi hóa thân thành Gisa. Sau khi ra mắt sản phẩm In The Night, Bảo Anh đã tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đến đất nước mặt trời mọc. Sang Nhật, đúng dịp hoa anh đào nở rộ, cả Nhật Bản khoác lên mình một màu sắc mới đầy thơ mộng. Bảo Anh rất thích thú với khung cảnh và ẩm thực nơi đây. Nữ ca sĩ đặc biệt quan tâm tới thành phố Kyoto, nơi được kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, những con phố mua sắm nhộn nhịp và hình ảnh các Gisa yêu kiều. Bảo Anh đã hóa thân thành một Gisa chính hiệu khi diện trang phục truyền thống của Nhật Bản. Xuất hiện với hình tượng Gisa trên đường phố, khi đi thăm thú các điểm du lịch, nhiều người đã lầm tưởng Bảo Anh là người Nhật, xin chụp ảnh cùng cô. Trong chuyến đi lần này, Bảo Anh ấn tượng nhất về khung cảnh cực kỳ trong lành và nền văn hóa ẩm thực của Kyoto. Nữ ca sĩ bất chấp nỗi sợ tăng cân, cô đã trải nghiệm tất cả đồ ăn ở đây. Bảo Anh cho hay, cô quyết định thực hiện chuyến du lịch khám phá thành phố Kyoto của Nhật Bản để tìm cảm hứng cho các sản phẩm tiếp theo. Chia sẻ về In The Night, người đẹp hào hứng, đây là một sản phẩm đặc biệt, đánh dấu một bước chuyển trong sự nghiệp, nên tôi và ekip đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho nó. Trước khi sản phẩm được ra mắt, tôi rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tung ra nhận được những phản ứng tích cực của khán giả, tôi hạnh phúc lắm và xem như có thêm động lực để thực hiện các sản phẩm kế tiếp. Sau chuyến đi Nhật, Bảo Anh cũng sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho dự án âm nhạc. Mới mở quán ăn không bao lâu, Trường Giang đã có nhà mới khủng thế này đây. Trong khi quán ăn bị chê, bán đắt cát cổ, Trường Giang lại tức bực sắm nhà mới. Mới đây, các fan hâm mộ lại càng thêm choáng khi thấy Trường Giang tậu nhà mới ở tận Phú Quốc. Sau khi tức bực lo toan mở quán ăn, có vẻ như nam danh hài đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ để mua nhà. Theo như tiết lộ của Trường Giang trên Facebook, với địa thế đẹp như vậy, ngôi nhà sẽ là địa điểm mới để anh đón sinh nhật. Đây cũng là ngôi nhà mà anh ao ước từ nhiều năm. Trường Giang chia sẻ hình ảnh khu căn hộ mới của mình. Công trình vẫn đang được thi công, nhưng hứa hẹn sẽ là ngôi nhà với nội thất cực đẹp. Ước mơ có nhà gần biển, Trường Giang tất nhiên rất quan tâm, theo dõi việc xây dựng. Nhiều người cũng cho rằng đây là nơi Trường Giang sẽ cùng gia đình nghỉ ngơi mỗi dịp quan trọng. Thiết kế ngôi nhà đón rất nhiều ánh sáng mặt trời. Cách đây không lâu, Trường Giang mới mở một quán ăn. Tuy nhiên, nam danh hài vướng phải nhiều tranh cãi khi giá cả khá cao, trong khi đó phục vụ lại kém. Vậy mà chỉ mới ít tháng, sau khi cư dân mạng rất đổi ngạc nhiên khi Trường Giang đã đi tậu nhà mới. Bị khách bắt gặp ăn mặc thế này ở nhà thờ tổ, Hoài Linh đăng đàn xin lỗi. Vừa bước vào nhà thờ tổ, ai cũng phải ngạc nhiên vì bộ trang phục của Hoài Linh. Từ khi được xây dựng, nhà thờ tổ của Hoài Linh luôn được các anh chị em nghệ sĩ đón nhận và tới thăm thường xuyên. Tốn rất nhiều thời gian công sức để có được nơi thờ cúng tổ nghiệp, Hoài Linh luôn tự tay chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ nơi này. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nam danh hài sẽ đến dọn dẹp nhà thờ tổ. Và mới đây, tài khoản Facebook của Hoài Linh chia sẻ về sự việc hy hữu xảy ra khi đón một đoàn khách tới tham quan, đúng ngày Hoài Linh đang tất bật chăm sóc cây cảnh. Hoài Linh chia sẻ những bức ảnh cùng đoàn khách đến thăm với lời cảm ơn chân thành. Chưa để bị mọi người nhắc nhở, danh hài đã tự xin lỗi vì đã ăn mặc không chỉnh chu mà đã ra đón đoàn. Vì khách đến đột xuất lúc Hoài Linh đang tưới cây nên không kịp thay quần áo. Dù quần áo có hơi xòe xòa nhưng vẫn được khách tham quan vui vẻ chụp hình cùng. Thay vì những bộ cánh lịch sự, Hoài Linh chỉ mặc áo phông quần ngố ra đón khách. Chưa để bị nhận xét, Hoài Linh đã đến xin lỗi khiến mọi người khen ngợi hết lời. Ai cũng khen Hoài Linh giản dị và dễ gần. Trấn Thành như thế này vẫn bị vợ nói giống đàn bà. Sau khi kết hôn, Harry Won vẫn không ngừng dìm hàng chồng. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won vẫn luôn khiến khán giả yêu mến bởi sự vui vẻ thoải mái dành cho nhau. Kết hôn ít lâu nhưng cặp đôi này vẫn không thể xưng hô ngọt ngào như lẽ thường được. Trong chương trình Người Bí Ẩn tập 6, khi được Trấn Thành gọi là bà xã, Harry Won đã thẳng thắn trả lời là thấy ghê ghê với cách xưng hô thân mật này của chồng. Nói về độ phủ phàng trong showbiz Việt thì Harry Won xứng danh người vợ ác nhất khi liên tục dìm hàng chồng bất kể ngày đêm. Từ chụp ảnh xấu cho đến cả nói xấu chồng, Harry để thoải mái thực hiện. Cô ca sĩ người Hàn Quốc không ngần ngại tiết lộ tật xấu nói nhiều của Trấn Thành, thậm chí còn dùng từ đàn bà để miêu tả người bạn đời của mình. Dù bị vợ nói như vậy, nhưng trên thực tế Trấn Thành là người chăm sóc Harry Won vô cùng chu đáo.
Tất nhiên, Trấn Thành và công chúng đều biết những lời Harry nói chỉ là vui đùa mà thôi. Có thể thấy ở bất cứ sự kiện nào, MC hoạt ngôn vui tính này cũng luôn để ý tới vợ mình trước tiên. Bất kể sự có mặt của hàng trăm phóng viên, Trấn Thành nâng váy cho Harry, chỉnh lại trang phục, tóc tai lau mồ hôi cho vợ. Mỗi khi cặp đôi nổi tiếng ra ngoài, các khán giả cũng nhiều lần chứng kiến Trấn Thành lo cho Harry chu đáo và tình cảm. Trấn Thành không chỉ thể hiện mình là một người đàn ông chu đáo, quan tâm tới mình Harry, và với những người anh chị em đồng nghiệp khác, Trấn Thành cũng luôn để ý và chăm sóc hết mình. Diễn kịch với Việt Hương hay Trương Quỳnh Anh, Trấn Thành cũng luôn tỏ ra là người đàn ông ga lăng lịch sự, biết chăm sóc người khác. Có lẽ vợ chồng Trấn Thành Harry Won có sở thích đặc biệt là nói xấu nhau như vậy thôi. Còn trên thực tế, nhìn vào hình ảnh cặp đôi này, ai cũng thấy được cả hai đang chìm đắm trong men say hạnh phúc. Trấn Thành lau mồ hôi cho Harry Won khi cặp đôi tham gia sự kiện. Chồng Harry luôn quan tâm cô từng ly từng tí. Bất cứ lúc nào đi cùng nhau, Trấn Thành cũng dắt tay Harry Won. Ngồi ăn lề đường, Trấn Thành cũng đút thức ăn cho vợ. Cặp đôi thì thầm to nhỏ với nhau đầy tình tứ. Dù hay nói xấu chồng, nhưng có lẽ Harry Won là người biết rõ Trấn Thành là người như thế nào. Không chỉ chăm sóc vợ, Trấn Thành còn luôn quan tâm tới các đồng nghiệp nữ khác. Trấn Thành chăm sóc mọi người, để ý từng chuyện nhỏ nhặt. Người chị Việt Hương được Trấn Thành bế trên sân khấu. Cuộc sống của Trấn Thành khi mỗi ngày được vợ đưa 2 triệu để chi tiêu. Người đặc biệt hé lộ bí mật về con trai mà Tăng Thanh Hà giấu kín. Mới đây, thông tin về con trai đầu của Tăng Thanh Hà được người đặc biệt hé lộ. Con trai đầu của Hà Tăng, bé Richard, sinh nhật tròn 2 tuổi. Trong ngày đặc biệt, nhiều bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi mới đến cậu cả nhà nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc. Là chị em thân thiết với Tăng Thanh Hà, nhưng do đang biểu diễn ở xa không về dự được, diễn viên thân Thúy Hà đã gửi lời chúc tới bé Richard. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật con trai Richard, ăn ngoan mau lớn, làm anh hai chăm em phụ mẹ nha con trai. Người chị cũng thân thiết bật mí lý do mình phải lỗi hẹn với bữa tiệc sinh nhật của quý tử nhà Hà Tăng. Dù vậy, thân thiết Hà cho biết con trai cô sẽ đại diện thay mẹ tới chúc mừng và chơi với bé Richard. Dì đại bàng đang ở xa không dự sinh nhật của con được, có anh Duy Anh đại diện tới chơi với con thay dì nha. Rất nhanh, Tăng Thanh Hà đã gửi lời cảm ơn tới người chị em thân thiết. Qua đây, bà xã Louis Nguyễn lần đầu bật mí sở thích chơi khủng long của quý tử đầu lòng trong lời khéo léo trách dì. Đại bàng, cảm ơn dì đại bàng mà bây giờ con thích khủng long mà sao dì lại đăng tải con ếch? Hà Tăng viết. Tăng Thanh Hà là mỹ nhân Việt kính tiếng nhất trong chuyện bầu bì. Trong suốt quá trình mang thai, cô chưa bao giờ lên tiếng về chuyện bầu bì của mình. Người đẹp cũng hạn chế có mặt ở nơi công cộng và chăm chỉ ở nhà dưỡng thai. Cô cũng rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh cận mật con trai cả của mình, khiến nhiều người hâm mộ vô cùng tò mò. Chọn bộ ảnh cưới đúng chuẩn nam thần mỹ nữ của quán quân Lê Dương Bảo Lâm. Quán quân Cười Xuyên Việt vừa bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. Mới đây, nhiều khán giả đã bất ngờ khi hay tin Lê Dương Bảo Lâm, quán quân Cười Xuyên Việt 2015 đã bí mật kết hôn với bạn gái tại quê nhà Đồng Nai. Sáng 16 tháng 4, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại nhà riêng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và khá nhiều đồng nghiệp của Bảo Lâm ở làng hài miền Nam. Được biết, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm là Quỳnh Anh. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ không kém hot girl, dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh cưới của cặp đôi cũng mới được tiết lộ cách đây không lâu. Lê Dương Bảo Lâm vừa bí mật kết hôn vào ngày 16 tháng 4 vừa qua tại quê nhà. Theo tiết lộ của nam danh hài sinh năm 1989, anh và bạn gái đã hẹn hò, tìm hiểu nhiều năm trước khi chính thức tiến đến hôn nhân. Lê Dương Bảo Lâm đẹp như nam thần trong bộ ảnh cưới. Bà xã của quán quân Cười Xuyên Việt 2015 tên là Quỳnh Anh, là người cùng quê. Cô nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình xinh xắn và dịu dàng. Vì Lê Dương Bảo Lâm bận chạy show nên bộ ảnh được chụp trong thời gian khá ngắn và gấp gáp. Bà xã quán quân Cười Xuyên Việt xinh đẹp ở hậu trường ảnh cưới. Nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm vừa bất ngờ làm đám cưới vào sáng 16 tháng 4 tại quê nhà huyện Long Thành, Đồng Nai. Vì không muốn rình rang nên Bảo Lâm không tổ chức cưới ở Sài Gòn. Anh mời một số đồng nghiệp thân thiết trong làng hài như Nam Thư, Khả Như, Huỳnh Lập, Nguyễn Anh Tú, Lê Giang về quê dự cưới. Sau khi được thuyết phục,
Lê Dương Bảo Lâm mới chia sẻ bộ ảnh cưới. Bộ ảnh được chụp sát ngày cưới vì Bảo Lâm bận túi bụi với hàng núi công việc. Nhiếp ảnh đã ghi lại những hình ảnh tự nhiên, dễ thương của cặp đôi. Vì không có nhiều thời gian sắp xếp nên ekip không thể đi xa để thực hiện bộ ảnh theo kiểu mộng mơ lãng mạn. Họ kéo nhau ra phía đông của Sài Gòn, chụp ở một ruộng đất bỏ trống, cỏ mọc tùm. Chụp được một lát thì mưa kéo đến, cả nhóm phải về phim trường chụp tiếp. Trong lúc chụp, với bản tính hài hước, Bảo Lâm liên tục trêu đùa khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Quỳnh Anh, bà xã của nam nghệ sĩ hài sinh năm 1989, cô được nhận xét là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ thương, lễ phép, đặc biệt cô rất chân thành và mộc mạc. Tình cảm của cặp đôi rất chân phương, không màu mè, họ đã có 7 năm yêu nhau trước khi quyết định về một nhà. Trong quá trình chụp, nhiếp ảnh đã ghi lại một clip ngắn làm quà cưới cho cặp đôi. Khi xem đoạn clip, nghe đoạn chia sẻ mà Bảo Lâm dành cho mình, Quỳnh Anh cười sặc sụa. Trong khi đó, khi nghe những câu nói mộc mạc của Quỳnh Anh, Bảo Lâm đã rơi nước mắt.